Dạ, con chào cô. Dạ, à, không biết là cô tên gì thưa mấy cô hả? Tên Xuyến. Dạ. Xuyến thứ hai. Dạ, cô hai. Năm nay cô hai bao nhiêu tuổi rồi? Tuổi trời ấy 65 mà. Dạ. Ở ngoài thì 67. Dạ, cô hai mở khẩu trang cho mọi người cùng xem nha. Dạ. Rồi giờ thì cô hai ở nhà là cô hai ở với ai? Ở cô hai. Rồi mình hồi trước giờ là gia đình con cái là mình không có luôn hả cô? Ở gần cô thì có con cháu gì không? Có thằng em Út, cha mẹ chết hết rồi. Có hai chị em nó đi làm Bình Dương hết rồi. Dạ. Vợ chồng con cái vẫn Bình Dương hết rồi. Vậy là có mình cô ở nhà thôi. Dạ. Rồi giờ thì lớn tuổi em ở mình vậy đó, rồi sức khỏe cô có tốt không? Bệnh suốt. Cô bệnh sao tiểu trong đường, người? Tiểu đường. Ờ, tiểu đường. Tim, qua não. Dạ. Qua cốt. Rồi mỗi lần mà bệnh hay là này kia đâu á là làm sao mà cô đi bệnh viện được? Cái xem ra đầu chở đi, vậy là mình thấy mệt mệt là mình đi liền chứ mình đâu dám để đâu. Những khi đi xuống dưới khám bệnh bác sĩ nhập viện cho về. Dạ, vậy rồi không có người nuôi. Ừ, rồi bác sĩ nuôi luôn. Dạ, vậy mình cũng phải tự lo luôn. Rồi lớn tuổi rồi cô đâu có làm gì được nữa hả cô? Hả? Cô có còn đi làm được không? Đi làm thì được, không làm bệnh không dám đi. Yeah. Rồi hồi trẻ thì cô có làm nghề gì không? Còn trẻ, còn nhỏ, nhỏ cơ quan. Dạ. Lớn mình làm ở bên công an của bộ nội vụ á. Dạ. Rồi sau cha mẹ khổ rồi về. Chính là nhân viên về nhà. Dạ. Về rồi ở nhà rồi. Cái thằng em thứ ba nó đi nghĩa vụ. Đi nghĩa vụ hy sinh. Dạ. Rồi giờ thì lớn tuổi rồi. Dạ. Ở nhà với cha mẹ. Đồng ra đồng vô hàng ngày của cô thì có đủ để mà trang trải hàng ngày trong nhà không cô? Xài tạm. Xài tạm có nhiều thì mình trang trải nhiều quá. Có tiền. Như thế nào mình có tiền thì mình ăn cá, như thế nào có tiền thì mình ăn tàu hủ. Dạ. Nay thì khi mà lên đây thì cô đi bằng cái gì lên? Đi xe đạp. Đi xe đạp lên. Dạ, chạy từ từ lên đây. Nay khi mà nghe nói được nhận quà thì cô vui không? Vui. Dạ, hôm nay thì có một chút quà cũng như là một chút tấm lòng của anh chị gửi đến cho cô. Còn cũng chúc cô sẽ có được thật nhiều sức khỏe nha. Dạ, bà ơi. Dạ, con chào ba. Dạ. Không biết là năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi ạ? Cô 70 rồi. Dạ, bà có thể nói là bà tên gì và thứ mấy cho con biết được không? Dạ, bà Út. Dạ, nhà bố có gần đây không bố? Bệnh người nằm ở nhà hơi lãng tay. Rồi có con cái gì không bà? Con thì bốn thằng mà đi làm bút trên con ơi. Dạ. Đi làm Bình Dương á. Rồi có ai ở gần ba không? Có thằng cháu nội 13 tuổi. Dạ. Vậy là giờ ở nhà lo cho cháu đi học ha. Nó cũng nghỉ học rồi con. Nghỉ học luôn. Hôm đó bà bệnh nhiều quá, cái đi nhập viện nằm mấy tháng mấy. Cái cháu gì ở nản nó nghỉ học luôn. Em bị sao hả bà? Nó không có gì được. Nó hay quên, nó lại như cái trí nhớ nó bị não. Dạ. Rồi mấy người con của bà đi làm vậy thì có hay gửi tiền về để mà làm phí sinh hoạt của hai bà cháu hàng tháng không? Gửi gì chút đỉnh gì đó không? Dạ, rồi mình trang trải trong nhà có đủ không? Thì cũng không có đủ gì con á, đủ xài ở nhà. Dạ. Rồi lớn tuổi rồi bà ở nhà mình vậy là sức khỏe bà tốt không bà? Bà khỏe không? Mệt hoài con, bệnh tim đó, nó mệt hoài. Bị tim ha. Với não nữa. Rồi giờ là có đi lấy thuốc hay là tái khám không? Có đi mà bây giờ đi Long Xuyên xa quá, con biết đi lấy cái thuốc rồi còn mắc mua nữa. Dạ. Rồi không có tiền mua, thôi cô nghỉ đi lên đi với tỉnh luôn. Vậy giờ lấy thuốc ở đâu? Cô giờ cô lấy ở ngoài huyện mà ngoài huyện không có thuốc mà mua, thôi cô không lấy nữa. Ừ. Rồi thuốc đâu uống? Thì con nó mua thuốc rồi nó gửi gì ít tỉnh gì mình uống. Dạ, vậy là lấy cái toa cũ của bác sĩ mình ra tiệm thuốc tây mình mua về. Dạ. Nay được đến đây nhận quà thì bà có vui không? Vui. Dạ. Quà thì mấy chị em con để phía trên đó, bà nhìn xem nếu như mà cái phần quà nó mang về thì bà sử dụng được trong bao lâu?
nửa tháng không? Mấy cái đồ à dạ. À cái đồ dạ. Con cho đó hả? Dạ. Thì cô mừng lắm, vui lắm. Dạ, hôm nay ngoài quà ra thì có thêm một cái phong bao lì xì đỏ thánh nữa để mà chuẩn bị cho cái dịp Tết đến xuân về, để mà gửi tặng đến cho bà cũng như là cho cô. Con cũng chúc cho bà cũng như là cho cô sẽ có được thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui nha. Dạ, cảm ơn con nha. Dạ. Dạ, con cảm ơn ạ. Nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thì ba chị em tụi con thật sự rất là vui mừng và hạnh phúc khi mà được thay mặt cho Mạnh Thường Quân, đó là anh chị Tôm Linh Vũ, trao tặng 100 phần quà Tết đến cho 100 bà con hộ nghèo và đang gặp khó khăn, cũng như các bà con gặp bệnh hiểm nghèo tại xã Vĩnh Nhuận và xã Tân Phú đó cô chú ơi. Thì ngày hôm nay lượt đầu tiên mấy chị em tụi con đến với lại ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang để mà trao trước 50 phần quà, và tiếp theo nữa thì sẽ vào trong xã Tân Phú để mà trao thêm 50 phần quà còn lại nữa đến từ Mạnh Thường Quân, đó là anh chị Tâm Linh Vũ. Dạ, hôm nay thì mấy chị em tụi con sẽ thay mặt cho anh chị để mà trao tặng những cái phần quà rất là yêu thương vào dịp Tết đến cho các bà con tại ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Đầu tiên thì ngày hôm nay anh chị sẽ gửi tặng đến là một bao gạo 5kg có giá là 95.000 đồng. Tiếp theo nữa là 1kg đường có giá là 26.000 đồng, một bịch muối là 4.000 đồng, một chai nước tương là 7.000 và một chai dầu ăn là 33.000 đồng. Thì tổng một phần quà mà các bà con nhận được là 165.000, kèm theo đó sẽ là có một cái phong bì lì xì. Phong bì lì xì trong đây thì một bao thư như vậy là sẽ anh chị bỏ vào là 100.000 đồng để mà tặng đến cho các bà con. Thì dịp Tết cũng đến rồi đó cô chú, cho nên là anh chị cũng dành tình yêu thương đến cho bà con ở đây, gửi mỗi cái phong bì như vậy là 100.000, để về thì các bà con có muốn sinh hoạt như thế nào đó thì cũng tùy thích. Thì hôm nay sẽ gửi tặng đến cho mỗi bà con như vậy là một phong bì và một phần quà nha. Dạ, nhân đây thì nhóm phụ nữ miền Tây thật sự rất là cảm ơn tấm lòng của anh chị rất là chu đáo luôn. Mỗi phần quà như vậy bao gồm có là những cái nhu yếu phẩm và một phong bì lì xì, thì tổng một phần quà là 265.000 đồng, 100 phần là 26.500.000 đồng. Ở đây thì phí nhận chuyển vào trong xã Vĩnh Nhuận và xã Tân Phú là 500.000 đồng nữa. Thì tổng cái phần quà mà anh chị Tâm Linh Vũ gửi tặng đến cho hai xã là 27.000.000 đồng đó cô chú ơi. Dạ, hôm nay thì đứng phát quà cùng với lại mấy chị em tụi con thì con cũng xin được phép giới thiệu, đó là anh Phạm Minh Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của xã Vĩnh Nhuận, thì cũng có đôi lời muốn gửi đến Mạnh Thường Quân cũng như là các bà con. Dạ, em mời anh Phong trước nha. Dạ, thì anh lên đây với tụi em. Nói với em ha. Dạ, với lại Mạnh Thường Quân. À, có là thay mặt đảng bộ chính quyền của xã Vĩnh Nhuận thì xin phép thay mặt cho bà con, 50 bà con có mặt ở cái buổi trao quà hôm nay, thì gửi lời cảm ơn đến anh Khánh cùng với nhóm thôn nữ miền Tây đã có cái sự quan tâm về hỗ trợ cho xã 50 cái xuất quà để tặng cho các cái bà con có hoàn cảnh khó khăn. Thì những cái món quà của đơn vị thì gửi đến hôm nay thì rất là thiết thực đối với bà con. Thì cũng mong rằng cái qua cái sự hỗ trợ này thì cũng góp một cái phần nào để chia sẻ cái khó khăn cho bà con, để có cái dịp đó là phấn đấu hơn nữa để trong cái năm mới tới đây mình sẽ có cái điều kiện để vươn lên, phát triển kinh tế nó khá hơn, thì qua đó cũng góp phần cùng với địa phương để thực hiện tốt hơn nữa các cái chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Thì, thay mặt cho đảng bộ chính quyền xin gửi lời cảm ơn đến nhóm thôn nữ miền Tây, thì xin gửi lời chúc sức khỏe đến các anh chị cùng gia đình được nhiều mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cái cuộc sống. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Tiếp theo nữa thì ở đây mấy chị em tụi con cũng xin được phép mời anh Trần Trung Hậu là chủ tịch mặt trận của xã Vĩnh Nhuận, thì cũng có đôi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân cũng như là gửi giấy cảm tạ đến cho anh chị Tôm Linh Vũ đó cô chú ơi. Dạ.
Dạ. Cho anh gửi về. Dạ, cảm ơn anh. Ở đây thì anh Hậu gửi một cái tấm bảng đến cho anh chị Tôm Liên Vũ để hai lời cảm ơn đến từ chính quyền địa phương tại đây. Thì rất là cảm ơn tấm lòng của anh chị. Anh Hậu gửi cho lời đến Mạnh Thường Quân nha. Trước tiên thì nhân cái buổi trao quà của anh chị Tôm Liên Vũ gửi quà, đã gửi quà hỗ trợ cho bà con nghèo của xã, thì chắc thay mặt cho ban mặt trận và chính quyền địa phương xin chân thành cảm ơn, ghi nhận những tấm lòng đóng góp của anh chị. Thì tuy món quà thì nó không có giá trị nhiều, nhưng mà nó cũng là một tấm lòng để gửi về cho quê hương của bà con xứ quê hương của Việt Nam mình. Thì nhân cái dịp năm mới thì chắc xin chúc cho anh chị Tôm Liên Vũ thì năm mới làm ăn phát tài phát lộc, năm mới vạn sự như ý, năm mới thắng lợi mới. Riêng chúc cho cái nhóm phụ nữ miền Tây gặt trên năm trong năm mới thì gặt hái nhiều thành công trên cái lĩnh vực mà mình theo đuổi. Dạ. Chúc mừng gửi lời đến anh chị. Dạ, cảm ơn Hậu nhiều nha. Dạ. Dạ, nhân đây thì nhóm phụ nữ miền Tây cũng rất là cảm ơn tấm lòng đến từ anh chị Tôm Liên Vũ. Trước thêm năm mới, kính chúc cho anh chị luôn luôn dồi dào sức khỏe, có một năm mới thật là bình an và hạnh phúc nha. Thì hôm nay mấy chị em tụi con đến đây cũng đến với lại các bà con tại xã Vĩnh Nhẫn rất là nhiều lần rồi. Hy vọng là từ đây đến Tết thì sẽ còn thêm nhiều cơ hội nữa để mà đến thay mặt cho Mạnh Thường Quân trao tặng những cái phần quà Tết đến cho bà con. Thì năm nay mấy chị em tụi con thay mặt cho anh chị Tôm Liên Vũ gửi một chút quà đến cho các bà con tại ấp Vĩnh Thuận của xã Vĩnh Nhận. Còn cũng thay mặt cho anh chị kính chúc cho các bà con nơi đây thì sẽ luôn luôn dồi dào sức khỏe, có một năm mới thật là bình an và hạnh phúc nha. Và cảm ơn mấy cô mấy chú rất là nhiều vì hôm nay đã đến đây. Có nhiều cô chú lớn tuổi nữa nhưng mà cũng không có ngại đường xá xa xôi để mà đến với lại ấp rồi đợi mấy chị em tụi con nhận quà, nên là sẽ phát sớm để bà con được về sớm luôn nha. Dạ. Cho em gửi nha chị. Dạ, cảm ơn chị. Bây giờ thì con sẽ chào từng cô từng chú đến để mà nhận. Thì ở đây con sẽ có những cái phong bì lì xì anh chị gửi đến, thì một bao như vậy là 100.000 đồng, và kèm theo đó là một ít quà nhu yếu phẩm về nha. Đây, chúc cho ông có nhiều sức khỏe. Dạ. Đây. Dạ rồi con gửi nha. Dạ, con cảm ơn. Dạ, anh chị Tôm Liên Vũ gửi tặng chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Dạ, con mời chú đi đường này. Dạ, anh chị Tôm Liên Vũ gửi tặng. Dạ, chúc nhiều sức khỏe. Năm mới bình an nha chú ơi. Dạ, con gửi. Dạ, năm mới nhiều sức khỏe nha chú. Dạ. Cười. Rồi. Đây, có quà, có lì xì luôn nha. Dạ, con cảm ơn. Giỏi. Dạ, anh chị Tôm Liên Vũ gửi tặng chúc nhiều sức khỏe nha con. Dạ, cảm ơn nhiều. Rồi, năm mới bình an, nhiều sức khỏe nha. Dạ, năm mới nhiều sức khỏe nha chú. Dạ, quà của chú đây. Chúc cô năm mới bình an, dồi dào sức khỏe nha cô. Dạ, để con đi qua đây đi cho dễ ha. Rồi, chào bà, năm mới nhiều sức khỏe nha bà ơi. Đây, phong bì của bà đây. Rồi. Bà lên đây nè bà đi được không? Rồi. Dạ, chị. Dạ. Đây, anh chị Tôm Liên Vũ gửi bà phần quà với lại nhu yếu phẩm, chúc bà nhiều sức khỏe nha bà ơi. Dạ, về từ từ nha bà. Dạ. Dạ, chúc cô năm mới bình an, nhiều sức khỏe nha. Dạ, con cảm ơn. Rồi. Đây, gửi cho ông một bao lì xì. Rồi, ông đi theo chị này ra nha, quà của ông là chị đang cầm á. Dạ. Dạ, con thay mặt anh chị Tôm Liên Vũ gửi chú một phần quà nha, với lại một bao lì xì, chúc chú nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ, con chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, chào cô. Dạ, năm mới bình an nha cô, nhiều sức khỏe nha.
Dạ, anh chị Tâm Linh Vũ gửi tặng chúc nhiều sức khỏe nha cô. Dạ, năm mới nhiều sức khỏe nha chú. Dạ. Dạ, anh chị Tâm Linh Vũ gửi tặng chúc cho nhiều sức khỏe. Rồi. Đây, quà Tết sớm cho bà nha. Đây con cầm. Rồi, cầm cẩn thận nha. Dạ, chúc mong năm mới bình an, nhiều sức khỏe nha. Dạ, con cảm ơn. Dạ, anh chị Tâm Linh Vũ gửi tặng chúc chị nhiều sức khỏe nha. Đây, con gửi cô một cái phong bao lì xì và một phần quà. Chúc cô nhiều sức khỏe nha cô ơi. Chị ba, tiếp cô với chị ba. Rồi, đi từ từ ra thôi. Chị em hỗ trợ em cái. Đây, gửi cô một phần quà nha cô. Rồi cô đi theo chị mặc áo trắng này ra nha. Dạ, năm mới nhiều sức khỏe nha chị. Dạ, đây phần quà của cô, lại đợi con chút xíu nha. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ, đây anh chị Tâm Linh Vũ gửi tặng chúc nhiều sức khỏe nha em. Dạ, năm mới dồi dào sức khỏe nha cô ơi. Để chị bưng ra tiếp nè. Rồi đi ra. Năm mới vui vẻ nha con. Dạ. Dạ, không sao. Dạ, gia đình nhận cũng được luôn. Chúc nhiều sức khỏe nha cô. Dạ, đây. Vui không cô? Hay nhận quà sớm nha. Dạ, đây cô. Dạ. Dạ, năm mới bình an, nhiều sức khỏe nha chú ơi. Đây, quà của chú đây. Chú nha. Cảm ơn cô. Dạ, về nhiều sức khỏe nha cô ơi. Con cảm ơn nha. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ, con gửi cô. Dạ, đây, con bì của chú đây. Và một phần quà, chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Dạ. Dạ, con gửi cho chú. À, xin chân thành cảm ơn thôn nữ miền Tây. Dạ, con cảm ơn chú nhiều nha. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Đây, chú đứng ở đây đi rồi. Đây, con hai mặt anh chị Tâm Linh Vũ gửi chú một phong bao lì xì nha. Cảm ơn nhiều nha, cảm ơn nhiều nha. Dạ. Rồi, chú đi ra đây nha chú. Chú đi theo chị đó nha nha. Dạ, dạ. Dạ. Dạ, năm mới nhiều sức khỏe nha em. Cảm ơn em. Dạ, chú lên đây đi chú. Dạ, chú lên đây với con nha. Dạ, đây anh chị Tâm Linh Vũ gửi tặng chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ, con cảm ơn chú. Đây, phần quà này là của chị đây. Dạ, chúc chị nhiều sức khỏe nha. Dạ, đây, gửi tặng. Dạ, chúc nhiều sức khỏe. Dạ, con thay mặt anh chị con gửi. Dạ, cảm ơn nhiều. Ôi đây cô bé ơi, không có phong bao lì xì, con cảm ơn đi. Cảm ơn. Quá giỏi luôn. Dạ rồi. Ừ, giỏi quá. Rồi, quá giỏi luôn. Dạ anh chị Tâm Linh Vũ gửi chú một phong bao lì xì và một phần quà nha. Chú đi theo chị ra nha. Đụng chú chứ đi được không? Chú này. Đây, hôm nay thì anh chị Tâm Linh Vũ gửi chú một phong bao lì xì với lại một phần quà Tết. Chú nhiều sức khỏe nha chú. Dạ. Dạ. Chú đi bán vé số hả? Dạ. Nhà chú bán được nhiêu tờ? Có 150 hả? 150 hả? Nhà chú gần đây không? Bên sông. Bên sông hả chú? Cháu mua lần hả? Dạ. Ủa sao thấy chú quen lắm nha? À, mình nhớ ra rồi. Cô chú anh chị và các bạn có nhớ không? À, chú này là hồi đợt đó là mạnh thường quân hỗ trợ cho chú nhà vệ sinh đó đúng không? À, rồi dạo này mẹ chú khỏe không? Khỏe. À, mẹ chú còn khỏe ha. Dạ. À, chú Đen này lúc trước mạnh thường quân hỗ trợ xây cất nhà vệ sinh cho đó cô chú. Nay thì chú đi bán vé số á, đi bằng chiếc xe lắc này nè, cũng rất là dễ luôn. Rồi giờ này đi lấy vé số hay gì? Chưa đâu. Còn bán nữa chú? Rồi. Ở đây đang lấy cục gạch. Rồi chúc chú mua mai bán đắt nha. Xin mời. Dạ, chúc nhiều sức khỏe nha. Dạ đây. Cảm ơn. Dạ. Dạ anh chị Tâm Linh Vũ gửi tặng chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ cảm ơn. Con cảm ơn chú. Dạ chào chị.
anh chị Tâm Anh Vũ gửi một phong bì lì xì và một phần quà. Dạ, cảm ơn chị nhiều nha. Dạ, ngày hôm nay thì nhóm phụ nữ miền Tây rất là vui và chân thành cảm ơn anh chị Tâm Anh Vũ rất là nhiều đã trao tặng 50 phần quà Tết đến cho 50 bà con hộ nghèo và đang gặp khó khăn tại ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Điểm đến tiếp theo mà mấy chị em tụi con sẽ ghé đó là xã Tân Phú. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng đến nha. Dạ.